Hứa Hải, định coi mà máy hết pin mặt mếu. Ai, ok luôn em. Chào mừng anh em đã quay trở lại với game tổng hợp. Buổi hôm nay thì chúng ta sẽ vẫn sẽ tiếp tục với GTA Vice City. Nè. Buổi hôm trước thì tôi cùng với anh Tommy Tèo này đã mua được cái vừa mua được cái 200.007. xưởng xe. Có cách nào lấy lại file đã lưu bị lỗi không anh? Vừa mua được cái xưởng xe. Nhưng mà hôm qua là mua được xưởng xe xong rồi ốp anh em ạ. À. Ngày hôm nay thì mời anh em cùng tôi đồng hành cùng với Tâm Mươi Tèo trên con đường làm chùm mafia ở thành phố Vice City Hứa bản Hải, remaster nha tôi anh em mặt nhé. cười tít mắt. Okay. Và sếp đã bị lỗi không 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 mình không biết cách nào để phục hồi anh em ạ. À. Hôm trước mình cũng có chơi một con game mà mình bị lỗi file sếp. Và mình cũng bỏ ngang luôn chứ mình cũng không có biết cách phục hồi file sếp bị lỗi anh em ạ. Trước tôi chơi ô tô tù quơ cũng vậy, nghỉ ngang luôn. Hello anh em Nhật Huy nhá, chưa xong nhiệm vụ đâu anh em. Cái này nhiệm vụ tôi thấy dài chứ anh em kêu ngắn gì ta, tôi thấy dài mà chưa phá đảo anh em ạ. Chưa Thành Nguyễn, thử phim chưa luôn. làm lại mà nhìn nó xấu thật. Này nó chỉ kiểu như làm lại về mặt đồ họa thôi chứ không phải là một dạng remake anh em ạ. Nếu mà một dạng remake thì nó mới ok. Ủa làm nhiệm vụ ở cái xưởng xe này chỗ nào ta? Trên tầng 2 tôi nhìn cũng không thấy. Ở dưới này à? À đây 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 đây. Ok. Phí tham dự 100 à, đua tốc độ à. Chứ một chiếc xe chạy vào hàng đua. Mấy cái chỗ này của mình chưa có xe à? À chỉ có đua xe. Đua xe mà không phải gì mà á. Cái này không có đàn em tôi cả đống nè anh em. Tôi mua nhà đàn em tôi cả đống nè. Chạy mượn xe xíu coi. Chiếc này đua ổn nè anh em ạ. Black trash bags, that's classy. Mà, qua khu quân sự quậy đi bàn. Về cái gì này đang sát khu quân sự nè anh em, nhưng mà tôi đang làm nhiệm vụ anh em ạ. À. Làm sao chạy qua đó ta, bắt phải chạy xuống dưới này. Đua xe cũng có tiền đúng không anh em, đua xe cũng có tiền đúng không? Tôi chưa thuộc map anh em ạ. À. Cho nên là vừa chạy một lúc là tôi lại nhìn chết map, chạy một lúc tôi lại chết map. Chứ đỡ mất công chạy quần tốn thời gian anh em. Chưa thuộc map. Xe này để đua mà hư rồi. Xe đua mà hư rồi. Duy, chạy taxi nhiều tiền hơn. Bọn này nó lắng kinh lắm. Rồi, một thằng bỏ rồi bỏ cuộc chơi rồi nha. PHAT, sao anh lại phá chiếc cheater rồi? Phá chiếc nào nè em, phá chiếc nào. Ok nha. Đua xe cái này chỉ cần chạy không ủi là được. Chiếc anh đang đua đó,
mặt cười lộn ruột. Ủa chiếc này chạy ok phết anh em, mà phát đâu nè. Chỉ qua là tôi hơi bị va chạm nhẹ một xíu thôi. Va chạm nhẹ một chút anh em ạ, không phải là phát đâu. Ok nè, được có 400 mà anh em ạ, ít lắm. Duy, siêu xe dán tim lửa à? Chiếc xe dán tim lửa là cái chiếc ấy hả? À taxi. Không, cái này để mình làm nhiệm vụ của cái nhà xe này để mình thu tiền anh em ạ. Vô khu quân sự. À. Thế anh vô khu quân sự nè. Ở khu này phải quân sự. Quân sự gần kia. Hay là bây giờ mình vô khu quân sự mình quậy rồi mình lấy xe tăng về mình cất ở xưởng xe ta. Hợp lý không em? Đức Thiên, không chơi Tam Quốc nữa à? Tam Quốc chiều này chơi anh em, Tam Quốc chiều này chơi nha. Tam Quốc chiều này tôi phải làm hết nhiệm vụ để tôi có sếp ngay cái xưởng xe đã anh em ạ. Nhà Thùy 149, xưởng xe có cái danh sách xe độ. Tôi cần phải làm hết nhiệm vụ để tôi có cái xếp ngay xưởng xe, rồi tôi xếp lại rồi đi quậy mới được anh em ạ. Không xếp lại mà không xếp mà đi quậy là không được đâu. THAT, chế chiếc xe vui lắm, mặt cười lộn ruột. Chế chiếc xe ở đâu? Trong này như cái chỗ sửa xe này đúng không? Động cơ mới, cảnh sát thì không biết. Đây là gì? MCU là gì? Để tôi làm xong mấy cái nhiệm vụ đua xe này rồi để có cái sếp ở đây. Bảng xe độ đó. Bảng xe độ à? Để vô khu quân sự quậy xong rồi lấy xe tăng về cất. Lấy xe tăng về cất sau này làm cái nhiệm vụ gì lấy xe tăng đi ok anh em ạ. Không cần đua kiếm mấy xe đó đi. THAT, không cần đua kiếm mấy xe đó đi anh. Ủa? Là sao anh em? Không cần đua mà kiếm mấy chiếc xe đó là sao? Kiếm mấy chiếc xe mình chạy vô đó mà không còn đua, làm sao mà để tôi xếp được ngay chỗ đây nè. Với lại tôi thu tiền á. Xếp với lại tôi thu tiền á. Mấy chiếc xe trên cái bảng hồi nãy. Mấy chiếc xe trên cái bảng hồi nãy tôi không biết xe nào là loại nào, loại nào đâu anh em ạ. Cực lắm. Tôi đâu biết là mẫu mẻ xe, thí dụ như là nó phải xe lây lây. Anh gõ custom thử đi anh. Được, gõ custom là súng đúng không? Súng súng cả 30k đúng không? Được. Đừng quá chạy với bọn này. Trời đi kiếm xong được chiếc xe đã lắm. Cứ ăn chạy không ủi rồi bọn này là được anh em ạ. Này là lỗ này nó cũng siêu xe không chứ anh em. Lây, hình như aspirin là hồi máu đúng không anh? Đúng rồi. Aspirin là hồi máu anh em ạ. À lọt xuống luôn mày. Tôi định ủi nó lọt xuống anh em ạ. Phiêu rồi. Phiêu rồi. THAT, hết bán đổi người đi anh. Đổi người sao anh em, đổi người sao? Ồ, hên quá. Hên quá. Tôi đua một trận 400 này anh em.
Cứ đua 1 trận 400 này đua đến khi nào được? Khánh Hiệp, bản này có gì mới so với bản cũ không ép? Bản này chỉ làm lại về mặt đồ họa mới thôi anh em ạ. Còn cốt truyện và gameplay thì vẫn giữ nguyên nha. Cái này là cắt hả? Không phải là sơn sơn là này đúng không? Nhà thuê 149. Chọn vòng đua khác nhiều tiền hơn. Ok. Nhưng mà đua đến khi nào anh em? Đến khi nào không? Cái này đua 10.000 luôn nè. Ui. THAT. Đua hoài luôn không xong đâu. Mặt cười lộn ruột. Ủa không xong rồi làm sao mà tôi có được, tôi xếp được cái chỗ đây, tôi thu tiền được anh em? Làm sao mà tôi thu tiền được? Ở tôi lên cái rồi. Nhà tôi mua này tôi phải thu tiền chứ. À xếp kìa. Tôi này xếp được mà. CNH sinh. Đua màn nhiều tiền ấy. Tôi xếp chỗ này cái nha. Rồi tôi xếp cái cuối cùng nha. Bây giờ qua khu quân sự lấy xe tăng về cất ở xưởng xe nha anh em. Sẵn quậy một xíu cho náo nhiệt, nhưng mà qua đó quậy là phải tôi chỉnh phải chỉnh mã. Nguyễn Bảo Thi, anh phải đi tìm xe rồi ghét xe vào là hoàn thành ý. Hầu thật là mới thu tiền được anh em. Là đi tìm xe xong rồi nhét xe vô mấy cái khu này vậy. Mà kiểu là tôi không biết là chiếc xe nào tên nào anh em ạ. Anh cứ tìm mấy chiếc trên bảng mới thu tiền được. Tôi không biết là chiếc xe nào là tên nào á. Tại game này ở đâu à? Anh em có điều kiện thì mua trên Steam nha anh em. Game bản quyền trên Steam. Chào anh em. THAT. Ê, xin anh hả? Chịu khó ra hả? Google xem hình dán rồi tìm mặt cười chảy nước. Ấy là bây giờ mình chạy lên chiếc xe, có cách nào để mình biết được chiếc xe đó tên là gì không anh em? Để tôi chụp lại cái bảng tên này một cái, rồi mình ra mình lấy xe nha. Tôi chụp lại bảng tên này một cái. Mua showroom xe hơi rồi à? Mình vừa mới mua hôm tối qua anh em ạ. Mua tối qua xong rồi tôi ốp luôn chứ hôm nay mới bắt đầu làm nhiệm vụ xưởng xe này. Bây giờ thí dụ tôi vô chiếc xe này làm sao để tôi biết chiếc xe này tên là gì ta? Cũng đâu có hiện tên đâu. À, Chita à. Chita hả? Chita, cái chiếc xe này tên là Chita phải không em? Chiếc này rồi. Ờ đúng rồi. Này, tên này, tên xe này. Chắc là đó là tên xe rồi anh em ạ. THAT. À ok. Đúng rồi anh. À vậy là tôi chụp lại cái bảng xe để tôi để đây nha. Chụp lại bảng xe tôi để đây. Nhưng mà để bây giờ tôi phải qua gió xanh. Bản này mua hay tải ở đâu vậy anh? Bản này mua trên Steam, mình mua trên Steam nha anh em. Kẹt xe mấy anh bóp kèn quá. Qua khu quân sự ấy anh em, qua khung sự quẩy một tí để kiếm chiếc xe tăng tôi chạy về xưởng xe tôi cất. Ok không? THAT, cất chiếc chi đi anh lấy xe khác. À ok. Và lấy mấy chiếc của à, làm nhiệm vụ là mình lấy xe về mình để trong đó để sao hết được anh em. CNH sinh S làm hết NV cũng.
Ôi. Mấy anh thích chơi lụ không? Em chơi lụ. Ủa? Cái này bấm nó mới nổ à? Bấm nó mới nổ anh em ạ. PHAT, nó toàn M4, mặt cười lộn ruột. Từ từ. Cái chỗ nào chạy qua bên ấy đâu ta? Mày. Ui. Cái này mà quậy gì được nó anh em. Từ cổng vô góc 10 giờ cuối chạy luôn. Ui, nó sấy tôi kìa, anh em thấy không? À. Này phải tìm cái góc đẹp mà chứ nó sấy kinh lắm. Phải tìm góc đẹp mà anh em ạ. À. M4 mà, mặt cười lộn ruột. Ồ, hồi nãy mình xếp chỗ nào? Xếp chỗ này hả? Đây là GTA bản Vice City anh em. GTA bản Vice City bản remaster nha. Bây giờ tôi chỉnh súng xong tôi xếp lại chứ. Fan trong chiên, GTA mấy đây bác? Khu quân sự chỉ là đánh đứng đó bắn kiểu như vậy là không an toàn anh em ạ. Phải dùng kiểu khác mới được. Nguyễn Minh Tuấn, súng máy ý. Phải đứng cái chỗ cái kiểu nào mà anh núp một tí chứ lộ liễu quá như vậy là lụm mình nhẹ nhàng quá. Cảm ơn tất cả các anh em vừa follow mình nhé anh em. Anh em là chưa follow cho mình xin một follow nha. Nguyễn Bảo Thi, anh muốn có máy bay quân đội thì anh phải đi thu thập pho tượng Ý. Anh em anh em nào chưa tiêm cho mình xin một tiêm nha anh em. Chúc tất cả các anh em có một buổi trưa xem stream thật vui vẻ nhé. Cảm ơn anh em rất nhiều. Máy đi anh. Không, tôi thấy súng rocket bắn ngon hơn anh em ạ. Rocket ngon hơn. Tài xế nghèo, gièm gì vậy BN ơi? Cái này là cúp nhà băng anh em ạ. Nó có một cái tên khá là thân thương với chúng ta hồi trước, đó là cướp nhà băng đúng không anh em? Bây giờ đứng tôi kiếm cái chỗ nào tôi mobile mã hack đâu này, mỗi một sao chơi không lợi, hai ba sao chơi anh em. Người cố thủ này mới đi ngang qua một cái nhẹ thôi mà. Crossfire Mobile, Nutter Tool. Đâu? Cũng đợi đâu? Chấm. À, chơi giả lập hả? Đâu, này bản Steam mà anh em. Bản này bản Steam nha anh em nhé. Bắn không tới. Crossfire Mobile. Ngày xưa tôi chơi chỉ có chơi mã. Đâu à? Cái lựu đạn đi đâu à? Ô, nhảy thuốc qua đó luôn à? Tụi nó cầm M4 không anh em ạ? À? Đăng Nguyên Nguyễn, Capstone. Để lên đây làm gì vậy? Để lên đây làm gì vậy? Ơ? Này điên à?
Ui, nổ trên này luôn. Không rớt xuống dưới được. Chơi đùa đạn ngon mà đứng trên này khó ném quá anh em ạ. Anh chơi 50 hả? Anh chơi 50 hả? Bộ 4 vẫn ngon nè. Chấm, anh làm video hướng dẫn tải được không ạ? À, anh em chấm hỏi muốn chơi bạn thuốc á, thì vào trong cái chỗ hướng dẫn tải game á. Hôm qua mình vừa mới up lên trên nhóm anh em ạ. Hôm qua mình vừa up lên trên nhóm nha. Xuống này thì giật. Chấm, DTH được không anh? Điện thoại có mà anh em, điện thoại anh em lên thẳng cửa hàng anh em mua. Điện thoại thẳng cửa hàng anh em mua anh em. Điện thoại thẳng cửa hàng anh em mua. Nhưng mà điện thoại tôi nghe nói là 4 sao nè. Điện thoại tôi nghe nói là nó hay bị disconnect, crash game dữ chừng lắm. Đào Minh Tú, hello anh. Hello anh em Đào Minh Tú nha. Đông quá là mình chạy vô anh em ạ. Đông quá mình chạy vô. Xe mà ảnh kẹt ở đâu vậy ta? À, xe cảnh sát không vô đây được. Hoàn Tùng. Ê, bay đâu? Phá đảo chưa ông thầy? Chưa anh em, chưa. Máy bay đâu? Quân đội quân sự gì mà ít chữ vậy? Ôi, nó đông rồi mà nó không bắn mình anh em ạ. Tài xế nghèo, tên gem tên gì vậy sao kiếm không được? Đây là GTA Vice City anh em, GTA Vice City. Mới 5 sao rồi anh em ạ. QNT GTA Vice City. Vô tay lên à. Tới nữa anh em ạ. Tới nữa. Thái nè, má coi anh chơi game nhớ về thời xưa chơi thật chứ. Đúng rồi anh em, game này game tuổi thơ mà. Game tuổi thơ mà. Nó gợi lại cho chúng ta cái ký ức tuổi thơ dữ lắm anh em ạ. Làm sao cho nó lên được 6 sao anh em? QNT, này ông đi quậy chứ làm NV gì? Này tôi quậy một tí anh em cho nó sôi động một xíu rồi xíu tôi mới làm nhiệm vụ. Tôi làm nhiệm vụ xuyên suốt hôm nay mà. Qua lấy chết. Qua lấy xe tăng chạy về xe showroom xưởng xe của tôi cất anh em ạ. Để sau này có làm nhiệm vụ cái gì thì đi cho nó dễ nha. NT, có mã tăng sao á ông? À đúng rồi, có mã tăng. Tính ra cái khu quân sự này bọn cảnh sát ở ngoài nó không chạy vô được là không có khó anh em ạ. Mà ra ngồi chơi nó mới khó. Minh Hoàng, lấy máy bay anh ơi. Máy bay chỗ nào anh em? Lấy máy bay tôi nghe anh em kêu phải lụm cái gì mà. Ờ 6 sao rồi đó anh em ạ. Ôi nó ủi banh cái kia rồi kìa. Bây giờ mới khó nè.
Ủa bên cái cổng, cái cổng có gác không? Lên tháp, 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 lên tháp. Bọn này bọn thanh tra hả? Bọn này bọn thanh tra hả? Không được. Rồi xe tăng nè anh em, xe tăng nè. Bây giờ mình chạy ra mình lấy được xe tăng là bình thường luôn hả anh em hay là 65 IL đổi tên. SM tải rồi mà không dùng được chuột anh nhỉ. Cái đó mình cũng không rõ nữa anh em ạ. À. Cái đó là chắc là bên kỹ thuật anh em tải bản thuốc hay là anh em tải bản bản quyền. Bản thuốc là nhiều khi nó bị lỗi anh em. Lỗi bên phần setting hay là phần có xe tăng này, bây giờ xuống lụm chiếc xe tăng anh em. UNT, đâu xe tăng ông chỉnh Panzer là có mà. Xe tăng mình lấy được nó mới hay, xe tăng mình chỉnh thì tôi sợ nó ào lên đông cho nên là tôi lên này tôi thủ. Sợ nó ào lên đông cho nên là tôi này tôi thủ anh em ạ, bởi vì tôi hết giáp rồi. 65 IL đổi tên. Anh tải bên này bên Steam hả anh? Mình tải bản Steam anh em ạ. Ủa ở đâu mà nó bắn tôi móc không vậy? Bắn xuyên tường tôi luôn à? Đó anh em thấy chưa? Em thấy vậy mà kêu tôi chạy ra là tiến chọc hai ngón rưỡi. Sao mà mấy ông cứ chích suốt ngày dị chơi chay một lần đi nào. Cái này đi quậy là chích cho nó vui anh em ạ. À. Chứ đi quậy mà anh em mà không mẻ là anh làm sao quậy nữa anh em. Này quậy một tí xong rồi rồi chúng ta quay trở lại với main chính. Được chưa? Thì bây giờ mình ép đi mình lấy xe tăng được không? Đâu có được anh em. Hay là phải bắn thằng ở trong xe tăng ta. Minh Hoàng, bắn bể cửa à anh? Bắn bể cửa hả? Rồi xong hả? Hay ở trong đây có một thằng lái này, bắn thằng lái này. Linh chém cái cửa xe tăng. Ok, được rồi. Không phải. Nguyễn Minh Tuấn, phía khác. Ok, chạy về nha anh em nha. Rồi xong. Vừa lên vừa định chạy về cái bị tóm luôn anh em ạ. Tiến chọc hai ngón rưỡi. Lấy cây súng đâu cam ra bắn chứ tụi quân đội nó trâu vãi. Lấy súng cam là mình vừa bắn mình vừa di chuyển không được anh em ạ. Tôi cầm súng nhẹ để mà vừa bắn vừa di chuyển á. Thôi tải xếp lại tiếp tục làm nhiệm vụ nha anh em. Làm nhiệm vụ đổi tên. Anh tải bản bên Steam mất phí không vậy anh? Có mất phí nha em, có mất phí nha. Làm tiếp tục làm nhiệm vụ của cái xưởng xe, tôi đi tìm xe cho các xưởng xe các nha anh em. Quậy sai sót bị toan quá anh em ạ. À. Bây giờ tìm đủ 6 chiếc xe trong danh sách này. Ông phải giết TSK ngồi trong trước rồi leo vô mới không bị bắt. Hồi nãy tôi giết thằng ở trong đó rồi mà anh em, mà do là thằng đứa ngoài. Ôi. Chiếc xe ấy của tôi đâu, chiếc chi của tôi đâu anh em?
Ủa? Thanh móm, game này như gì anh? Game này hiện tại trên Steam mặc dù là đang trong Summer Sale nhưng mà còn cái giá hơn 500 cành anh em ạ. Chiếc chi của tôi cất ở đâu anh em, mất tiêu rồi. À hi hi, đọc comment đi anh. Hôm nay mình đi lại main chính không có chỉnh mã anh em ạ. Mình đi lại main chính không có chỉnh mã nha. Chiếc này là cơm mét phải không? Không phải. Bây giờ phải đi dò từng chiếc hả anh em? Khu này có... Không phải đi dò từng chiếc hả? Chiếc này là chiếc Stinger. Anh xếp trước lúc lấy chiếc Cheater. À... Chiếc này chiếc Stinger không phải anh em ạ. Tôi phải lấy đi tìm xe đủ cho... Này cũng Stinger hả? Xuống người ta coi xe mày xe nào, xe tên gì. Này là Lan nhân vật thôi Pocket. Đấy, chiếc này là nằm trong danh sách nè. Lan Pocket nè. Mã nhân vật là gì anh em? Lấy chiếc này bỏ vô này hả? Rồi không thấy thông báo gì hết anh em. Này, chiếc Land Talker này. Julio, này làm nhiệm vụ men không có chỉnh mã nha anh em. Ok, đổi ra cành bản. Ok. Làm nhiệm vụ men không mãi không có nha anh em ơi. Đứa trẻ ra đầu, bỏ rồi. Bên B vừa đứng ý. Đúng rồi, hoàn thành danh sách một cái rồi. Ok. Mang đợi thấy anh không chạy hết này, mấy đứa. Em chạy hết mấy đứa. Một thằng nha. Cảnh cáo nha mấy đứa, lượt sau thấy anh. Rùa gạo 2021. Làm xong hết xe được gì không? Làm xong hết xe thì mình được cái mình lấy tiền anh em ạ. Chiếc này có nằm trong phạm vi ấy không ta? Chiếc này cũng đẹp nè, không biết là có cần hay không. Cảm ơn anh em đứa trẻ già đầu nha. Chiếc này là Bensi không có. Anh em muốn lấy xe ngon ở khu này tặng luôn cái đường đi rồi. Thằng nào đi ngang qua đây tao lựa xe một cái. Junio, có đấy. Đâu anh em đâu có Benzer đâu. Có Ranger. Chiếc này là Sentinel à? Sentinel. Không có anh em ạ, không có chiếc Sentinel. Mấy được cái bóp kèn nữa. Chiếc này là Tyrone. Junio, nhưng bảng sau mới có. Đập xe cảnh sát luôn à. Hôm nay mình đang làm công việc nghiêm túc anh em ạ. Cho nên là ui cảnh sát xuống kìa. Cho nên là Hải Dương Hoàng. Đập cảnh sát bắt anh em. Chưa anh em. Chưa đâu anh em. Chưa qua cái vụ giết Lan đâu. Cái này mình nghĩ còn lâu mới qua tới cái nhiệm vụ giết Lan đó. Đây chiếc nằm trong danh sách này. Thế chứ lại nè, đứng lại anh mượn chiếc xe anh coi thử xe hãng gì coi. Skin chọc hai ngón rưỡi. Chiếc ông tìm hình như khu Cuba mới có. Mesa Grande. Để tôi coi Mesa Grande có không. Không có. Không nằm trong danh sách đó. Cái này không có. Này đi tìm 2, 4, 6 chiếc. 6 chiếc xe này hơi căng anh em ạ. Bởi vì là mình không có biết xe. Mình phải dò từng chiếc.
taxi không vậy trời? Anh em nói có cái loại xe gì ở bờ biển ở thành phố bên kia. Máy chém Hà Tây, sắp phá đảo chưa anh? Tinder. Mình cũng không rõ nhưng mà nó chắc cũng gần rồi anh em ạ. Chắc cũng gần rồi. Trên xe gì vậy? Virgo. Không có, Virgo chiếc này không có. Tiến chọc hai ngón rưỡi. Hình như là chiếc xe lửa hay thấy khu Cuba. À, chiếc xe lửa à. Khu Cuba nè. Khu Cuba phải vô kìa. Khu Cuba. Khu Cuba nhiều xe lạ lắm. Còn taxi không vậy? Đây, bây giờ tôi sẽ chặn ngay chỗ này. Thấy tôi lấy. Thấy gì chưa? Tải ép vậy anh. Cái này anh em có điều kiện thì mua trực tiếp trên Steam ủng hộ nhà phát hành nha anh em. Còn anh em nào muốn chơi bản thuốc thì chiếc này là Gumbo. Không phải. Anh em muốn chơi bản thuốc thì vào trong chỗ hướng dẫn tải game trong phần hồ sơ của mình anh em ạ. Mình hôm qua mình vừa up cho anh máy em. Máy chém Hà Tây, chiếc xe Go với xe Ken. Moonbeam nè. Có. Ở chỗ này xe đông lắm anh em, bao lửa. Chứ xe gót với xe kem à, xe gót là xe nào nè, xe gót. Là nhiệm vụ lửa xe này cực dưới anh em. Hay là tôi cứ chạy đi rồi tôi cứ làm nhiệm vụ khác đâu rồi, để khi nào mà gặp mấy chiếc xe đó thì mình lụm về sau anh em. Bỏ tin. Rồi bị ngoan bắt luôn. À, ra chắc là tìm tên xe cộng kèm ảnh đúng không anh? Thấy gì chưa? Mua BNH tiêu anh. Đúng rồi, ra tìm tên xe kèm ảnh đi ha. Nãy tôi chưa xếp cái khúc kia nữa chứ bị công an bắt mất hết súng rồi anh em ạ. À. Tiến chọc hai ngón rưỡi. Ồ, mặt cười lộn ruột. À, chiếc này nha, chiếc này tôi biết nè. Tôi sẽ anh em chờ tôi một xíu nha. Tôi xem ảnh. Tôi xem ảnh hết một lượt rồi tôi chạy tôi gặp rồi tôi lấy tôi làm về nhìn luôn. Đồ họa đã vậy. À, chiếc này biết nè. Grand. Grand chưa? Cái này bản remaster mà anh em. Máy chém Hà Tây, gõ lệnh đi anh. Grand chưa là bản là kia. Không thấy có chiếc nào siêu xe luôn anh em ạ. Không thấy có chiếc nào siêu xe luôn, toàn là xe cùi không ạ. Ok, tôi quen một vài ấy rồi. Megami Kirato, anh trai làm bao nhiêu phần trăm rồi ạ? Mình cũng không biết làm bao nhiêu phần trăm anh em ạ. Mình cũng biết làm bao nhiêu phần trăm rồi. Con nít. Megami Kirato. Phải ghét đây, đây, đây 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 chiếc này 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 chiếc này. Ủa không phải hả? À đúng rồi, chiếc này mà. Một chiếc nha. Lại nha anh em nha. Megami Kirato. Anh mở menu sẽ thấy à? Ủa? Không hứng thú với em CU đó là đổi màu sơn à? Ok, em đổi màu sơn. Không phải à? Yagami Kirato, anh ơi. Không phải à, anh em?
Sao chiếc này là chiếc ấy mà? Ồ vậy không phải rồi anh em ạ. Còn là game sinh tồn là game kiểu là chơi có bạn bè nhiều anh em ạ. Anh quay góc phải. Thì là chiếc này, không phải chiếc đó là chiếc này đúng không? Không phải luôn. Ồ vậy xe khó kiếm lắm. Nó giống nhau anh em ạ. Nó giống nhau mà tên nó khác. Khó lắm. Thôi tạm thời để nhiệm vụ xe này khi nào đi mình gặp thì mình lụm nha. Không phải. Bây giờ để cái nhiệm vụ này đợi em mình đi làm nhiệm vụ khác đi. Nhiệm vụ khác là nhiệm vụ khi mà mình gặp chiếc xe nào á thì mình chạy về luôn. Cái kiểu như là tiện đường nó công tác thì nó hay hơn. Bây giờ mình tập trung vào mình đi tìm xe không thì mất thời gian á. Bây giờ tôi lên tôi làm nhiệm vụ tiếp. Sẵn ghế cái tiệm kem tôi mua mua nhà kem luôn. Đây hình như nhà kem đây anh em ạ. Nhà kem hôm qua xem được chỉ có 20k thôi. Rồi mua nha. Mua tiệm kem Dương, luôn. Game gì đây anh? Game này là cướp nhà băng anh em ạ. Who are you? Your new owner. Lai. Chủ xưởng mới. Were you now or at any time a child? What are you talking about? Were you a child? Mày là một thằng nhóc. I knew it. A child. A dirty, cậu Đạt, anh có link tài không à? Này anh em đã điều kiện thì mua trực tiếp trên Steam ủng hộ nhà phát hành nha anh em. Còn anh em muốn chơi bản thuốc thì vào trong cái chỗ hướng dẫn tải game ở trong hồ sơ mình anh em ạ. Calm down. I hate babies and I hate children. They're dirty, sniveling, snotting, vile, puking. Enough already. What is wrong Yagami with you? Kirato, em you là make 100. Soft ice cream, okay? It's purely for kids. Là 100% mà. What kind of psycho are you? Just so I understand this, why make children happy if you oh, hate them? You stupid sniveling. Cái này ai cái này chắc là nó nào mình lại xong hướng dẫn anh em cho anh em. Đã mua nhà kem rồi. Còn cái nhiệm vụ làm kem thì từ từ nha. Giờ tiếp tục đi làm men đây. 6 sao giờ mặt cười chảy nước. 6 sao hồi nãy bị lụm rồi anh em. 6 sao nãy bị lụm rồi. 6 sao nãy bị lụm tuốt rồi. Măng này không phải măng đệ mình hả? Tụi mày không phải đệ nào? 149. Thành phố này có trẻ em đâu mà bán kem cho con nít mặt cười lộn xộn. Đúng rồi, thành phố này có trẻ em đâu, tôi không thấy trẻ em đâu hết. Alo. Thủ tục cuối cùng. Có một vụ thương lượng đáng giá diễn ra trên nóc nhà máy kem Cherry Popper. Tùng cao, bật nhạc không sợ bản quyền à anh? Ở top là không bản quyền anh em ạ. Nhưng mà mình nghĩ nhạc này ở trên YouTube chắc cũng không có bản quyền đâu. Bởi vì là bây giờ cứ lên xe là nó sẽ nghe nhạc, lên xe nó sẽ nghe nhạc. Quy le le, thành phố bất ổn không có trẻ em mặt cười lộn ruột. Bây giờ tắt nhạc. Nhưng mà tôi đã bật nhạc từ mấy tập trước rồi anh em ạ. Bây giờ mà tắt thì cũng không ăn thua. Trên nóc nhà hả? Trên nóc nhà hả? Đi đường nào lên nóc nhà ta? Thái nè, lấy được sẽ tăng chưa chú? Chưa anh em ạ. Được xe tăng đâu, xe tăng hồi nãy tính lấy mà bị bắt tuốt rồi. Đi đường nào lên mái nhà ta? Hay là đi trong tiệm kem đi lên anh em. GTA vãi kết bản này là bản nào vậy anh? Bản này là bản remaster lại anh em ạ. Bản này Definitive Edition. Có đâu. Chịu. Eating Rusty Brown's green donuts. Oh my god.
Món này nó làm về là làm lại về đồ họ để trông cho nó dễ nhìn hơn. Hay là phải vô nhà Kem có đường đi lên không ta? Dạ em cảm ơn. Đâu có nè. Làm sao lên mái nhà đây? Dạ chàng Di Nang, tài gảm ở đi sao vậy anh? Anh em có điều kiện mua trực tiếp trên Steam ủng hộ nhà phát hành nha anh em. Còn em là muốn chơi bản thuốc thì vào trong cái chỗ hướng dẫn tại game trong phần hồ sơ mình đó anh em ạ. Làm sao lên phía sau kia ta? Lấy trực thăng bay. Sao lên phía sau kia ta? Lấy trực thăng bay lên hả anh em? Ở sau có cái hẻm mà. Tôi thấy hẻm nào đâu anh em? Tôi thấy hẻm biết hết mà. Mấy hẻm này đâu có thông đâu. Nhà Thùy 149, cạnh bốt điện thoại có cái hẻm. Để bút điện thoại à? Chết rồi. Nãy bút điện thoại gọi điện thoại đâu quên rồi. À ok anh em à, đây. Tụi nó hàng. Già trang Di Nang, bản này có nhập mã được không anh? Được anh em ạ, được nha. Mày. Tụi mày chơi tao, tao chơi hàng còn khủng hơn tụi mày nữa. À. Ôi. Ôi, nó bắn mình không? Nó bắn mình một máu mà không một máu. Lỗi thế. Già trang Di Nang, mua game trên Steam hả anh? Đúng rồi anh em, mình mua game trên Steam nhé. Mấy cái M75 bắn M75 bắn rất ok phết anh em ạ. Thua. Đằng này tôi chưa có ấy. Nguyễn Hữu Tuấn, nhập lệnh hồi máu đi B. Con này này làm cốt truyện không mẻ anh em ạ. Cốt truyện chơi không mẻ cho nó khó. Đi quậy rồi vậy chỉnh mã cho nó vui thôi chứ còn mà cốt truyện thì không mã. Đông lắm, bọn nó đông lắm anh em ạ. Cú này bắn xa hơi giật à. Ui, nó đứng đâu trên đó vậy ta? Già trang Di Nang, mua game hết bao nhiêu à? Game hiện tại trên Steam khoảng 500 cành anh em ạ. Money.
Cái kiểu máu này mà. Nó chạy ra ra. Kiểu máu, ôi cái thằng nãy nó đứng ở trên kia nó bắn thùn như trúng đầu hay sao á. Mất máu nhiều lắm. Đâu nữa vậy? Ok. Ở thằng ở sau này nha. Bắn hết đạn nó gài đạn cái. Nhát nguyên 8003. Lấy máy bay làm nhiệm vụ này dễ hơn. Mày nãy mày canh tao nè. Một thằng canh nè. Ok nè. Nó chạy đâu vậy? Nó chạy đâu vậy? Cho mình cục máu. Ui nó đông kìa. Nó đông nó đứng khắp chỗ luôn anh em ạ. Một đống nó chỉ vây một mình thôi hả? Sau lưng mình ăn một phanh luôn. Don't pull that shit, man. She's always giving me a hard time. Ở đâu vậy ta? Ở đâu vậy ta? Lấy cửa hàng rồi đến chỗ trực thăng nè. Mọi chuyện có phải thuận lợi như vậy quá không? Ui đông lắm. Tôi phải lên cho tụi nó cái lựu đạn từ tôi xuống hồi máu cái. Có cái giáp dưới luôn nè. Đông lắm anh em ạ. Từ 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 nha. Tôi xuống tôi hồi máu cầm cái áo giáp lên tôi cho tụi nó ăn một quả lựu. Anh trai đứng ở dưới trời trên đó trời trời em à. Ok hết chưa? Như thế mà không ok nữa. Ok. Nó trực thăng chuồng thôi. Trực thăng lái làm sao đây ta? Rồi xong luôn. Nhà Thùy 149. Biết ngay mặt cười lộn ruột.
Ngu à. Nãy là nếu mà tôi lấy cái tay cầm tôi lái trực thăng là được rồi, bởi vì cái con game này cái lái bằng phím chuột nó khó lắm. Tôi giờ không có biết cái phím nào lái được, hôm nay có lái trực thăng bằng bằng tay cầm không? Nguyễn Hữu Tuấn lái trực thăng bên phím phụ. Một lát nữa tôi lấy tay cầm để tôi lái anh em ạ. Mấy cái nhiệm vụ lái trực thăng từ đầu tới giờ tôi toàn lấy tay cầm lái không à, lái bằng gamepad không à. Đi một khúc rồi. Lưu Đức Bảo bên phím số. Phím số hả anh em? Nhà Thùy 149. Phi vụ bất ổn mặt cười lộn ruột. Ủa, mày đứng ngay xe bắn trúng xe không ta? Ủa, tôi câu vậy? Cháy luôn à? Hân Lê 0602, mặt cười lộn ruột. Bọn này đông anh em, bọn này đông. Này đánh mất thời gian chứ không phải là khó. Thế tôi lấy thực thang, tôi lấy tay cầm ra tôi lái anh em ạ. Mẹ anh ngồi kìa, mẹ anh ngồi trong kìa. Đâu mà đánh tôi dữ ta? Đâu vậy ta? Ở trên này. These ain't friendly streets. Lại. Nguyễn Hữu Tuấn, game này có kết nối mạng LAN chơi chung được không? Không anh em ạ. Game này đi chơi được một player, một người thôi. Không có co-op cũng như là mạng LAN cũng không có. Nó bắn tôi ta. Bắn rỉa kịch vậy. Cái M4 đam to ghê anh em ạ. À, thằng này. Mấy anh đang giao dịch ở đó nha. Mấy anh đang giao dịch ở đó nha. Ok chưa? Giao dịch thì đứng nhìn không anh em ạ. Rồi nha, lấy tay cầm ra bay nha. Nguyễn Hữu Tuấn, dù nào mặt cười chảy nước. Ở nó xoay vòng tròn luôn anh em ạ. Coi chưa, tự tay cầm lái nó dễ anh em ạ. Dạng mình biết nút á, mình biết nút á, lái nó dễ. Còn ở bên bàn phím á, không có biết nút, không biết nút nào bay hết á, bay cắm đầu đất á. Ok, nuột chưa anh em? Này tay cầm tôi bay một phát là nuột liền luôn. Nguyễn Hữu Tuấn,
Nhất nhất tiến là bay thẳng thôi, đừng dí đầu nó xuống. Mặt cười lộn rồi. Ok ok anh em, ok, tới nơi rồi. Ok. Cầm tay cầm lái máy bay là nuột ngay. Tiền tôi bao la anh em ạ. Bây giờ lái máy bay đi luôn chưa hả? Lái bay đi luôn chưa? Lái bay đi tiếp anh em ạ. À, bây giờ mình lái bay tới chỗ nào mình cắt được anh em? Tới chỗ nào mình cắt để khi mà mình cần đi máy bay mình đi trực thăng thì mình lấy tiếp, đi tiếp. Ok không ta? Không biết chỗ nào cắt hết chứ. Hai bốn sáu tám à, máy bay nhiều phím 2468 à. À tôi có tay cầm, tôi điều khiển tay cầm ok lắm anh em ạ. Nguyễn Hữu Tuấn, mua nhà bên thành phố có nhà có sẵn máy bay đó. Nhà nào đây, nhà nào? Hỏi sếp luôn. Hỏi sếp luôn. Tay buông súng. Bill, run! Có vụ gì mà run đi, run đi. Tại cái bom trong đó. Anh chơi lớn vậy anh trai. Never get a naked flame too close to one of Phil Cassidy's moonshine still. Shit, Phil. Drink that stuff? Hell, you don't have to drink. Just a good mày có uống đâu. Listen, Phil, you said you could fix me up with some firepower. Sure thing. There's some Mexican gunrunner been doing me for business of late. He does his weekly runabout now. Hey, ram his hardware on the back of his trucks before he goes to ground. And you'd be doing me a favor while you're at it. Then finish him off. Tôi ốp cam xin phút xin phép ốp cam 3 phút anh em ạ. Nha. Ở cái chiếc trực thăng của tôi đó ta. Đi vào tông chiếc xe tải để rớt vũ khí khỏi xe. Michiui, nghe tiếng hột quẹt. Nghe tiếng hột quẹt đúng rồi anh em. Mấy hôm tôi nhịn một buổi 3-4 tiếng được mà hôm nay nhịn không được anh em ạ. À, anh em thông cảm tôi một xíu nha. Thành Nhân, tải game sao vậy anh? Game mà anh em có điều kiện thì mua trực tiếp trên Steam ủng hộ nhà phát hành nha anh em. Còn anh em muốn chơi bản thuốc thì vào hồ sơ của mình có chỗ hướng dẫn tải game anh em ạ. Này ủi sao cho nó rớt xuống ta? Ui. Dead Nguyên Xoan 1611 đang chạy Patriot à, mặt cười lộn ruột. Chiếc này là Patriot rồi anh em. À vũ khí lầm 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 lầm. Ô phải xuống. À cái cây này hình như không xong rồi. Fail nhiệm vụ rồi. BTUE, cứ cam luôn đi BT mà nhiều ô hút lắm nào chích mới tắt. Cẩn thận là trên hết anh em ạ. Cẩn thận là trên hết. Bây giờ nó ủi tôi lại. Ủi tôi ngược lại. Đặc sản của Patriot. Ui. Thằng này ghét quá. Ui. Đi ra. Láo. Nguyễn Hữu Tuấn, tí xong nhiệm vụ đi, tôi chỉ mua nhà có máy bay cho. Ok ok anh em. Nhà rẻ không anh em?
lũng bánh rồi. Cái nhiệm vụ này đừng kết, không có thời gian anh em ạ. Không lẽ đi chiếc bể bánh này ủi tụi nó nè. Ôi đợi anh trai cảnh sát tới mới đâu chứ. Đợi chiếc xe, à không phải chiếc xe cảnh sát. Xe cảnh sát ở sau à. Mitsui, rẻ mép mới nhiều chỗ có trực thăng lắm nên không cần mua cũng được. Nhưng mà tôi chưa quen map anh em à, tôi chưa quen nhà có trực thăng cho nên là ví dụ anh em quen đi thì anh em biết cái nhà đó có anh em chạy xuống anh em lấy, còn tôi chưa quen á. Rồi xong. Ý Đặng, em mới làm tới khúc cướp ngân hàng tới Envy cuối còn lâu không anh? Mình cũng chưa biết anh em ạ. Mà khúc ngân hàng mình cũng mới vừa làm hôm qua. Này là không phải mod nào, này là bản remaster anh em. Này bản remaster nha. Mitsui, bác không? Sao là Park anh em, sao là Park? Sao là Phúc? Nó bắt mình phải nhảy xuống lấy, đi bộ lấy mới ác chứ. Chú cái đà này ủi nó một phát là, ủi một phát là bể rồi. Rồi nổ xe trời ơi. Xe cảnh sát. Sao nó bắn súng mình cảnh sát không? Ơi. À. Mình bốc cháy xong rồi nó bắn nữa cho nên là nó nổ nhanh. Xe mình nó cháy xong rồi thằng kia nó bắn, thằng đó nó bắn nữa là nó nổ nhanh lắm. Mitsui, NV này. Không mãi không có anh em ạ, không mãi không có nha. Cái này lấy xe tăng chạy là ok ha anh em ha. Có chiếc xe tăng chạy ok đó. Nguyễn Hữu Tuấn nhìn bạn giống pin đó, mặt cười lộn ruột. Giống pin nào anh em, giống pin nào? Giống pin nào? Giống pin nào? With sufficiently generous contributions will join me inside the pastor. Giống bên nào? Giống bên nào? Nguyễn Hữu Tuấn, bên gì? Bên Zết à, bên Zết à. Một cái. Cái này cái Uzi. Cái này phải xuống đất chơi nó anh em ạ. Không chơi là nó ủi mình toan á. Cây 51, cây này là cây... Cây này là cây 51 nè, cây... In Mi Hát, có trên điện thoại chưa nhỉ? Trên điện thoại rồi anh em, có trên điện thoại lâu rồi mà. Bắn mất tiêu. Em mượn chiếc xe cái anh trai. Lát nữa anh lên đồ ngoan lấy nha. Không việc hot trên điện thoại như không biết nữa. Rồi có việc sắp trên điện thoại không? Có việc hot trên điện thoại anh em nào chơi bản việc hot. Tụi mày lãng lách đánh võng à. Mình cũng không rõ nữa anh em à, bởi vì mình cũng chưa chơi bản mobile. Đúng rồi, này là GTA Vice City anh em à. KAE GTA Vai à huynh. Like that.
máu không? Hoàng, anh hơi GTA San Andreas đi anh. Xong cái này thì mình làm San Andreas anh em. Sau này mình làm San Andreas. Lạc thầm, đang nghe self control. Tính đấm tay không mình kìa. Tính đấm tay không mình kìa. Khanh Buinet, có ghi lệnh như Vice City bản bình thường không anh? Có anh em, có. Dạ, mình xóa xào một cái nha anh em. Xóa xào một cái. Chứ có cảnh sát với cộng thêm bọn kia là làm vụ khó lắm. Đang sale nhưng mà đang sale mà giá cũng còn khá là chát anh em ạ. Gần 500 cành lắm. Cho Steam. Mr. Nam 2006 GTA Vice City máy vậy anh? Nè, Vice City bản remaster anh em ạ. Em mượn xe xíu anh trai ơi. Lạc thầm, bản mobile không ghi lệnh được. Mr. Nam 2006 tài trên mobile đi cây anh. Nhiệm vụ tính ra cũng gắt hơn anh em ạ, gắt hơn cái nhiệm vụ nãy nhiều á. Trên mobile được nha em nha, trên mobile được nha. À, cảm ơn tất cả các anh em đã follow mình nha anh em. Anh em nào chưa follow cho mình xin một follow nha. 777 nhặt vũ khí rồi chạy cơ cần giết đầu anh. Đúng rồi, biết là nhặt vũ khí xong rồi chạy, nhưng mà kiểu nhặt vũ khí xong tụi nó bám theo, tụi nó bắn á, nó bắn đổ xe mình anh em ạ. Khó chịu lắm. Trường To Nam Định, lấy lệnh xe tăng cho dễ. Không lệnh không mã anh em ạ, không lệnh không mã chơi cho nó hay nha. And when the imminent nuclear strike occurs, those who put faith into action with sufficiently generous contributions will join me inside the Pastor Richard's salvation statue as we blast into space. Contribute to the Pastor Richard's salvation statue fund. Pick up your telephone. Hey! Man, fix this today! Nếu mà mình không bắn tụi nó là tụi nó cứ ủi dưới theo mình hoài thôi anh em. Tụi nó cứ ủi dưới theo mình hoài vậy khó chịu lắm. Anh bể cua gắt vậy. Anh bể cua gắt vậy.
Thế bị bể bánh rồi anh em ạ. Đây nó bắt chiếc nè anh em, nó bắt đang bắn bắn nè. Bắt bắn mà anh em. Có cái M4 này thì khó chơi lắm. Nó bắt bắn mà anh em, bắn mà, bắn mà. Trên Steam thì anh em chỉ cần mua là được anh em. Anh em lên ghi cái tên ra anh em mua game trên Steam là được mà. Nguyễn Hữu Tuấn, sơn xe xóa sao đi. À có 2 sao, có 2 sao nữa. Cơn xe. Và chiếc cứu hỏa chạy cũng ok anh em ạ. Game này có phí không anh? Có anh em ạ, game này có phí nha. Anh em muốn chơi bản thuốc thì cũng được. Nhưng mà mình chưa chơi bản thuốc không biết là có lỗi hay là leak hay là cái gì hay không. Rồi, xe cảnh sát đẹp quá anh. Xe cảnh sát hả? Xe cảnh sát đẹp quá mà lấy không được anh em ạ. Michi ui, giờ có xe mở được có xe bị khóa. Còn 2 chiếc kia nữa. Lên từ lộn 2 chiếc kia nữa. Ui, tai nạn kìa. Ở thành phố này tai nạn hay chạy luôn đúng không anh em? Có thể là thành phố này tai nạn hay bỏ chạy luôn. Ui, một cái. Không xong chút nào. Chết tôi rồi. Thì vô tiệm giáp mua cái giáp với anh em. Còn 15 máu à. Nguyễn Hữu Tuấn, ăn máu nhanh còn kịp. Ủa sao không được? Lão. Lão. Xong. Ma Thuy 149. Thanh niên kia quân tử phết chờ đứng dậy mới bắn mặt cười lộn rộn. Ờ đúng. Chờ đứng dậy mới bắn đúng anh em ạ. Quân tử phết.
Sao trên map tôi không thấy có kia làm nhiệm vụ nữa anh em? Chắc là xuống dưới nghe điện thoại quá ha. Hết nhiệm vụ rồi. Anh em cứ tới chỗ chữ B là mua được súng xịn rồi nè. Jack 777. Còn anh ơi. Chữ B là chỗ nào anh em? Tới tôi qua à, từ từ. Bây giờ tôi đi thu tiền cái đã, tôi tới chỗ này tôi thu tiền, với lại tôi qua quán bar tôi thu tiền cái đã anh em ạ. À. Xong một nhiệm vụ là qua thu tiền liền. Này bao nhiêu tiền vậy ạ? Cái này 500 cành trên Steam nha anh em nha. Trần Thị Kiều Anh, giờ tiệm net không còn game này nữa. Đúng rồi anh em, tiệm net bây giờ không còn game này, đúng 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 thật. Lấy tiền cái đáng lẽ mỗi lần mỗi xong mỗi nhiệm vụ chạy về lấy tiền là ok. Thì đây. Còn nói Smith, đi. GTA Vice City Rim à anh? Ok, tao quay liền cho. Ok, qua kiếm gì uống đi. Ok, nói nhiều quá. Dương Kiên, sao mình tìm trên Steam không thấy game này, chỉ thấy có ZTAP? Anh em ở trên Steam nó có tên là GTA Definity Edition anh em ạ. Vice City Infinity Edition nhá. Chứ nó không phải là cái kiểu như không phải tên là 17 Star. Game remaster. Này điện thoại vẫn chơi ngon lành mà đồ họa không bằng bản anh đang chơi. Đúng rồi, đồ họa trên điện thoại là bản cũ anh em. Có cái đứng vậy. Coi Smith, game này có phí phọt gì trên Steam không anh? Có anh em, có nha. Trên Steam hiện tại mặc dù là đang summer sale nhưng mà 500 cành là anh em. Phúc Lê, dùng được mã lệnh không anh? Được, được anh em ạ. Xong đồ này là... Rồi xong. Mắc súng hết luôn. À hơn là tôi vừa mới xếp. Jack 777. Vãi cả lìn. Vãi cả lìn thật anh em ạ. Vãi cả lìn thật. Tôi chạy qua bên quán bar tôi thu tiền nữa anh em. Để qua quán bar thu tiếp 10k đó. Giờ tôi có tiền rồi nha, đi gặp cái gì là mua cái đó. TF 17 Store, sau hơn 20 năm anh già vẫn chưa biết bơi. Đúng rồi anh em ạ. 20 năm cái tèo của chúng ta vẫn chưa biết bơi anh em ạ. Khổ. Thần Lê 0602. Đi mua nhà có trực thăng đi anh. Nhà có trực thăng chỗ nào anh em? Nhà có trực thăng chỗ nào? Lấy tiền phí nha mấy chú. Chú mấy đứa làm việc ok nha. Gặp anh mà không chào anh đấm vào một cái nè. Bỏ cái thằng. Hai thằng này chơi lại à. Hai này chơi lại thấy anh giác gì không? Chơi lại nè. Mình chơi lại. Lấy chơi xe lại. Tăng đi cho ngầu. Tôi đuổi việc hai này. Không phải đuổi việc mà tôi xử luôn. Cùng tính vậy kìa anh em ạ.
Nhà nó có trực thăng đâu em, ở thành phố này, thành phố bên kia. Thành phố này, thành phố bên kia em. Sang bên kia. Bốc khói rồi. Lộn. Nguyễn Hữu Tuấn, thành phố bên kia. Đây đây anh em, tôi đang chạy qua đây. Anh em nói khu nào ấy? Nguyễn Hữu Tuấn, rẽ trái. Anh em chỉ như vậy là nó sẽ bị delay, bởi vì anh em bị delay tôi tới 4-5 giây lận anh em ạ. À. Anh em chỉ cái khu ngay chỗ nào gần gần ở chỗ nào, hay là xuống dưới cảng này đúng không? Nhà gần cảng hay là gần con cua nè? Gần tiệm súng. Gần tiệm súng mà anh em kêu rẽ trái. Gần tiệm súng là rẽ phải mà. Gần tiệm súng mà anh em kêu rẽ trái à, rẽ phải mà. Tôi sơn sen á anh em ạ, à. Ủi gần nổ à. Chiếc này chạy ngon, sửa lại chạy cho nó ngon. Ờ ấy xong rồi, mua nhà xong tôi lại bê làm nhiệm vụ anh em. Hoàng Ngọc Giang 33, nhấn Big Ben. Big Ben nó nổ xe anh em ạ. Thằng tiệm súng. À, tiệm súng vô chỗ mấy cái hẻm này thôi. Cần tiệm súng. Cần tiệm súng. Nhà Thùy 149, tới tiệm súng rẽ trái rồi rẽ phải. Rẽ trái rồi rẽ phải. Tôi nhớ trong hẻm đây, đây đúng không? Ok. $14,000 à, mua. Phúc Lê, đồ anh quậy được 6. Hồi nãy anh quậy được 6 rồi em ạ. À. Hồi nãy anh quậy được 6 lúc đầu buổi rồi. Lên bằng cách nào? Trần Hoài Sơn, nhận cài game không bản. Nhận nha anh em Hoài Sơn nha. À cho lên chỗ này, cho lên chỗ này, này 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 này. À ok. Tôi là lấy tay cầm ra tôi bay. Anh em Hoài Sơn đi bốc cho mình nha. Trần Bá Hưng, cái cửa kìa anh. Ok rồi anh em ạ. Ok rồi, tôi vào rồi. Trực thăng cứ mỗi lần ấy là nó sẽ spawn lại anh em. Xuống xuống sao bay lên hoài vậy? Cứ mỗi lần ấy là dạng như nó sẽ reset cái máy bay này lại, trực thăng này lại đúng không? Lộn rồi. Hạ cánh không an toàn rồi. Hạ cánh không an toàn rồi anh em ạ.
Không sao, ok đấy. Hey Phil, how's it going? Thế nào rồi? How you doing? Mới gặp nó đây, nó kêu lâu rồi không gặp. Nhà Thùy 149, đi học bằng lái máy bay đi, mặt cười lộn ruột. Bằng lái máy bay không có chỗ nào dạy anh em mà, khó dạy lắm. Tôi thấy bằng lái máy bay là phải tự luyện tập, mình nó tự có bằng. Mình quê Phú Yên anh em ạ. Ông Titi Thanh Tổng, chủ thớt quê Bình Định đúng không? Mình quê Phú Yên á. Ta-da! Rồi mày giỏi á, ta-da. Rồi xong. Nó đi luôn hay là chỉ rớt một cánh tay vậy? À, chở đi cấp cứu à. Mẹ chơi khôn phớt anh em ạ. U8 27.979. Game này chơi bằng điện thoại được không ạ? À? Được, được nha anh em nha. Anh em lên cửa hàng là có. NTT Thanh Tổng, Phú Yên sát Bình Định quê mình. À, mình cách Bình Định chưa có 40 cây thôi anh em. Mình cách Quy Nhơn 40 cây thôi. Thành phố Quy Nhơn 40 cây. Ok, tới bệnh viện nè. Nó không chịu, chỗ này có quá nhiều công an. Nhà Thùy 149. Xong NV này nó mở tiệm súng xịn. Ok ok anh em. Nó mở tiệm súng xịn rồi. Vậy là khỏi sợ nha, vậy là khỏi sợ. Dẫn đến trạm xá đi. Bệnh viện anh không chịu. Phu E Tam 27.979. Sao em vô không được anh? Vô không được là sao anh em? Vô không được là sao? Vô cái gì không được? À, nhiệm vụ ở chỗ phim đã hoàn thành rồi nè. Cho một cây súng gì nữa kìa. Đó, cho súng lửa rồi à, rocket rồi, ngon ghê anh em ạ. Cái này thì cần gì mã, ok rồi. Cần gì mã? Trần Hoài Sơn, mình không inbox được bạn ơi. Anh em vào trong cái chỗ hướng dẫn tải game anh em. Vào trong cái nhóm của mình đó. Xong hết chưa? Này là xong hết rồi này mà anh em. Còn gì nữa đâu? À còn chữ B còn mà. Vậy thôi chữ B thử. Quậy làng xíu ơi. Bắn không trúng ngoài hết anh em à. Đạn tôi nhiều lắm. Thắng à. Tôi bơi ở thuốc dưới kia mà. Còn lẽ bây giờ tôi vô tôi lấy trực thăng chạy nữa ta. Vô lấy trực thăng chạy nữa đi anh em ạ. Thôi chạy đường này lộn đường rồi. Vô lấy trực thăng chạy nữa. À, thằng nào gọi nữa, tao mới bị té xe nè. Hello. Ok.
Anyway, the wound is healing well, and it means I'll no longer be defrauding the government on my disability check. Nó gọi điện cảm ơn mình anh em ạ. Nhà Thùy 149, mất cái tay mà kêu vết thương lành mặt cười lộn ruột. Mất cái tay mà kêu vết thương lành hả? In society only celebrates a nhầm. Every woman, every man is a star in the sky, Amy. Not just the ones that sing on TV or those people in the movies. Bình Bình, sao không chơi Tam Quốc đi? Một lát nữa ca chiều mình chơi Tam Quốc anh em ạ. À. Lát nữa ca chiều mình chơi Tam Quốc, mình chơi với thằng em của mình, hai player anh em. Quẹo xuống. Not a call to cover. There's a big difference. Yes, our leader's name is Phil. That's a weird name for a leader of a group of witches. Oh, hi, Phil. What hairy butt you got? What with being a man who's a witch and everything. Do not disrespect Phil. Bình Bình, mấy giờ mới chơi Tam Quốc? 2 giờ chiều nha anh em nha. Cả chiều. Sao tôi chạy bị lộn rồi anh em? Tôi đang bị mất phương hướng. Ok, đi hướng này đúng nè. Kìa cái bãi rác kìa kìa. Huê Tam 27.979, hướng dẫn em tải game này với anh. Trong cái phần hồ sơ mình có chữ hướng dẫn đó nè. Bay lên. Cái này hình như hết nhiệm vụ rồi, chỉ ấy thôi nè mà. Hết nhiệm vụ rồi. Đậu này lát nữa để... Why does everyone have to be packing sharp things? The knife ceremony is very important. Ở tay cầm có chỉnh cái này. Manchester United 2024. Tối nay có chơi Goku không anh ạ? Tối nay hôm nay mình không chơi cả tối anh em ạ. Ủa vậy chỗ này hết nhiệm vụ rồi anh em. Này 1.000 một cái. Này súng lửa. Không phải cái này, không phải súng lửa mà. 6 nòng anh em ạ, tôi tưởng súng lửa. 6 nòng, cái này 8.000. Rocket. Hết nhiệm vụ à. Hết nhiệm vụ mất tiêu rồi còn đâu anh em. Giờ phải đi mua nhà xưởng phim hả anh em? Tôi còn cái nhiệm vụ nhà xe với lại nhiệm vụ bán kem nè. Tôi bay qua cái địa bàn của tôi lấy tiền tiếp. Báo tiền mình mới mua nhà thêm được. Tay cầm bay rất là ok anh em ạ. Giờ tôi bay nhuyễn ghê luôn. I know who you remind me of. My aunt Susan. She was single too. I'm not single. Cảm ơn anh em đã follow mình nha anh em. Anh em nào chưa follow cho mình xin một follow nha. Cho mình xin thêm một ở trên lầu có ấy nè anh em. Một team nha anh em. Cho top đề xuất thêm nhiều anh em vào nói chuyện với vui anh em ạ. Cảm ơn tất cả anh em rất nhiều. Nguyễn Huỳnh, anh thử bay vô sân bay dân sự xem có lái được không? Được chứ anh em, bao nhiêu quân sự lái được. Mới cái 3.000 à.
Vậy bây giờ đi ra làm tiệm kem hả anh em? Làm tiệm kem hả? Tay cầm tôi không biết đổi, đổi xuống lúc nào luôn đây. Nguyễn Huỳnh, sân bay chờ khách à anh? Sân bay chở khách, bay đó chi nè, bay đó chi. Này tôi lái máy bay này chuẩn rồi, lái trực thăng chuẩn rồi anh em ạ. Quá chuẩn rồi. Nhà thì 149, còn nhà taxi. Nhà taxi ở đâu anh em, nhà taxi ở đâu? Tôi đủ tiền mua, tôi đi mua luôn rồi, tôi làm luôn lần anh em. Còn xe nữa nè, còn làm nhiệm vụ xe nữa. Nhà thì 149, chỗ bọn Cuba. Bọn Cuba nè anh em. Cuba nè. À, lên 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 lên. Cái gì vậy, chống biết trong khu vậy. Rồi, à, bọn Cuba nè. Bọn Cuba nè. Nhà thì 149, gần bãi phế liệu. Gần bãi phế liệu à? Đây đúng không? Bãi phế liệu đây đúng không? Thế là tôi phải hạ cánh xuống anh em ạ. Chứ về làm sao mà biết được nhà được. Nhà thì 149, nhà màu vàng kia. Ok anh em, nhà màu vàng tôi thấy rồi. Ôi, lên lại lên lại. Lái máy bay giờ chuẩn lắm anh em ạ. Giờ lái trực thăng chuẩn lắm. Nhà thùy 149. Ok lận. Quay lại nhầm rồi. Cái này là xưởng in mà. 70k lận anh em chưa đủ. Thanks. It's a real pleasure to be here. Oh, I know. For one thing, sweetheart, I never won the World Series. That's baseball. I play football. Yes, but it's all the same, isn't it? Bà con boy thích chơi Roblox. Này xưởng in. Ừ đúng rồi, đó là xưởng in anh em ạ. Vậy là nhà màu vàng này đúng không? Tôi không biết tôi đậu trực thăng ở dưới nó có ok không. Ủng tắc giao thông hay không nữa. Đậu chiếc trực thăng ở giữa đường luôn. Bà con boy thích chơi Roblox. Nó đó. Ok nè, ok ok, tôi coi dáng nhiều. 40.000 đủ nè, ok. Để mà mua được cái xưởng in thì phải cần 70.000. Này GTA bản remaster anh em ạ. Nhà thùy 149, lấn chiếm lề đường mặt cười lộn ruột. Lấn chiếm lề đường tôi sợ lát nữa ra tôi mất chiếc trực thăng rồi. Giờ mình làm nhiệm vụ taxi hả anh em? Taxi nhá. Things are gonna change around here, lady. Oh crap, Sonny. Might as well leave this to me. Ô tàu lao. Đây chịu quản lý anh em ạ. Các bảo kê mới và trật tự sẽ được lại được thay đổi một lần nữa. Văn đảng tên là gì? Văn đảng tên là gì? Tommy Vercetti. Bảo kê mới của ta là văn đảng Vercetti. Không não chưa? Văn đảng tên là gì? We run the firm as usual. If we get any trouble from rival firms, you beat the crap out of them. Then they beat the crap out of us. Then you. Giống như cái hồi xưa mày gọi là trong phim kiếm hiệp gọi là bang á, thì ở cái này thì mày gọi là bang đảng. Cảm ơn anh em vừa follow mình nhé. Anh em nào chưa follow cho mình xin một follow nha anh em.
Cảm ơn tất cả anh em rất nhiều. Chúc anh em có một buổi trưa xem stream vui vẻ nha. Rồi đi làm gì vô taxi thôi anh em ạ. Làm gì vô taxi là xong rồi nó mới cho mình thu tiền đúng không? Xếp cái. Vụ taxi chạy có vẻ thú vị hơn là các cái vụ kiểu khác á. Tôi kiếm tiền tôi mua xưởng in xong rồi xưởng phim nữa. Xưởng phim chỗ nào anh em? Okay, we got a high class bear and he's picking station. A man who lives with his mother. I'm between ở đảo sao biển. From helping people. Do you know how good it feels to be me? Do you have any idea? 50 giây à? Thế chứ cũng khó đó. Khó hả anh em, sao lại khó? And in a waterbed with mirrors on the ceiling and more girls than you can imagine. Là khó. Every time I step outside the door, I can choose which car to drive. If I choose to drive, I have 5 chauffeurs. No, you haven't. Nguyên phát, cải Việt hóa sao anh? Cải Việt khó, mình cải Việt khó của cảm ơn anh em Trump. Mình cải Việt khó của Top Game anh em, nói chung là chỉ cần tải cái patch Việt khó. Bóp kèn hả? À, bóp kèn chữ H nha. Chỉ cần cái bát việc khó copy vào là được anh em ạ. Từ từ là biết, à mặt cười chảy nước. Ơi sao nó? Ô, này láo dữ ta. Ơi. Nhà Thùy 149. Nó giành khách mặt cười lộn ruột. Này láo thật anh em ạ. À. Này ở ngoài là đấm máy đấm liên tục rồi này anh em ạ. À. Giành khách ta mày. Khách ta mày. Trương Hải đụng nó. Tôi bắn sợ à lũng lớp là cưng à. Tới xưởng xe luôn, quần quần tới xưởng xe luôn nè. Công an nữa. Trực, cây 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 cây, mặt cười chảy nước. Lên em. Ra. Anh khách anh sợ, anh khách anh sợ, anh chạy qua mình anh em ạ. À. Là xe của mình không có bị sao. Phải quay lại. Nguyễn Hữu Tuấn, sơn lại xe không nổ thua nhiệm vụ B. Ok ok. Lại xe mình chạy tới cái xưởng xe của mình sơn. Ông còn tới xưởng xe chỗ kia. Lợi ích lại đến mấy giờ đấy? Thì mình like một lát nữa rồi mình up mình ăn cơm rồi mình like K2 anh em ạ. Như khách này đi tới sân bay hay sao anh em ạ, đúng không? Ui. We have campaigned tirelessly for public radio for literally months now, and the station is still in trouble. But a man with a nó nhiều tiền anh em, nhiều tiền để coi nhiều tiền không? Tôi nghĩ không có nhiều tiền hết chứ. Lợi ích à, một là nhiệm vụ của xe cảnh sát mà lấy thêm giá. Này để tôi làm nhiệm vụ ca để. Để mở cái này mà bây giờ phải cần chạy về không hay là bấm R làm luôn anh em? Cần chạy về không hay bấm R làm luôn? Yêu Ugly, làm gì mà vội thế? Có cần chạy về cái điểm K không hay là bấm R làm luôn? Con boy thích chơi Roblox.
bấm odd 4 để nhận xe VIP. RT 4 nhận xe VIP hả anh em? Nhận xe VIP hay là nhận súng VIP? Thấy bấm RT 4 là gặp thấy được cái menu VIP. Cái menu bản game LX game của tôi. Đang làm nhiệm vụ gì đấy? Đang làm nhiệm vụ taxi anh em ạ. Mới mua nhà taxi. Mới mua nhà taxi. Quốc Vũ, anh chơi bản tiếng Việt hả? À, mà đây mình cài việc khó anh em, cài việc khó. Một chiếc. Minh Tân 123. Làm sao tại vậy anh? Này game Steam cái bản quyền nha anh em nha. Anh em muốn chơi bản thuốc thì vào trong chỗ hồ sơ của mình có chỗ hướng dẫn tải game anh em. Hai chiếc. Bọn Cuba nè, uống cái coi. Best-selling self-help books translated from the original runic. Cẩn thận chứ không mà xe mình cháy trước xe hai một kia. Beware the trap set by the frost giants. Carry your magic hammer. Available on record or cassette, the personal Norse power program looks to the myths of the Vikings for answers. Cái kia ở đâu vậy ta? Sao tú à? Game bị treo sao chơi không được là sao anh em? Anh em kiểm tra lại cấu hình của máy anh em ạ. Game treo có thể là anh em tải bản thuốc gặp lỗi, hay là kiểm tra lại cấu hình Queen Quick các thứ anh em ạ. Tải bản thuốc thì nó lằng nhằng khó cài, nó hay gặp lỗi. Rồi xong. Bản quyền Steam giá BNH à? Bản quyền Steam hiện tại là có giá 500k nha anh em. Anh em không có điều kiện thì có thể tham khảo cái dịch vụ cho thuê tài khoản Steam chơi game bản quyền bên mình. Thông tin chi tiết thì mình cũng để trong phần hồ sơ luôn nha anh em. Chạy vô sân bay làm gì chạy ra lại. Em mượn chiếc này chạy nhanh cái. You got it, you got it. You got it, you got it. Duy Khánh Du, không thấy link tải trong hồ sơ anh vậy.
và hướng dẫn tải game đó anh em. Ồ, ở sân bay chạy quằn quằn lắm. Tôi chưa quen đường chạy ở sân bay. Ô, chiếc anh đẹp này, chiếc xe trung chuyển à. Lợi, nhiệm vụ cuối của nhà không khó phết đấy. Nhiệm vụ cuối của nhà ca khó hơn em. Chọn hả tôi, GTA 2 hả ông? Đây là GTA Vice City nè, Vice City. Xong bản này thì mình làm tiếp bản San Andreas. Bản San Andreas thì mình nghĩ sẽ cốt truyện nó sẽ dài hơn. Nguyễn, làm MV xưởng phim chưa anh? Chưa anh em ạ, chưa mua nhà xưởng phim. Nào đọc rap mà. Bản này đẹp phết anh ai. Đúng rồi anh em ạ, bản này đẹp phết. Was just the boy next. Anh cốt truyện khó hơn cả GTA 5 hả anh em? Trường to Nam Định, GTA San cốt truyện khó hơn GTA 5. Nhịp phi, đúng rồi anh ạ, à, khó hơn nhiều. Tôi lên em, tôi ốp cam 3 phút nha. Khó hơn cả GTA 5 mà. Bởi vì con San hồi đó tôi chơi rất là ít. Tôi chơi hình như chơi được vài giờ thôi. Đa số tôi chơi Vice City nhiều. Chứ nhà chơi San Andreas hơi ít. Lại nghe tiếng hột quẹt mặt cười lộn ruột. Anh em nghe tiếng hột quẹt tôi đã để ra xa rồi mà anh em còn nghe tiếng hột quẹt nè. More mood swings than your pregnant wife. Ở đây nhìn map coi thằng kia ở đâu. Lê Thanh Sang, này chơi bằng máy tính hay sao ta? Sao mình chạy? Mình đang chơi trên PC anh em, mình đang chơi trên PC. Điện thoại có nhưng mà có cái bản cũ hơn, bản đồ họ nó không được như này nha anh em nha. Cái gì vậy? Cái gì mà bỡ cái... Lợi, tôi không biết cái đó gọi là cái gì. Mua 69k. Ủa, kia vô bằng đường nào ta? Lê Thanh Sang, PC này là chơi online hay sao ạ? Có cần cấu hình mạnh không bạn? Cấu hình tầm trung bình hả anh em ạ? Cái này chơi offline mà anh em. Này offline anh em ạ. Ok. Đàm Quang Thắng, hello bác. Hello anh em Đàm Quang Thắng ha. Ôi, một tập đoàn taxi ra luôn kìa. Nhiệm vụ cuối à? Ok. Giữ mạng cho đến khi hết giờ à? Xong rồi, kiểu này sao giữ? Do Đức Trung, sao nhìn nét vậy? Này là bản remaster mà anh em. Giữ mạng thì khá đơn giản anh em ạ. Khá đơn giản thôi. Nhìn Nguyễn, né tụi nó ra anh.
Chạy tới mà quẹo qua cái trụ này là mấy ảnh nó bao cua không được. Quẹo lại ấy. Ok chưa? Ok chưa? Ôi. Lợi. Ok ok. Cười tít mắt. Ok rồi anh em ạ. Xin chào anh em, phải thật thành công nha. Anh em được spam nha anh em. Mình thấy rồi. Nãy tôi đang tập trung cho tôi không thấy. Nhà thì 149. Dẻo đấy. Tù tay đua công thức 1 mà anh em. Hết đạn thuốc rồi. Ôi hỏng rồi, hỏng rồi, hỏng rồi. Ui bây giờ là bà con boy thích chơi Roblox. Xe hư kìa. Bây giờ là mình phải chơi chiến thuật hết đạn rồi nha. Bây giờ là mình phải chơi chiến thuật dụ nó vào này nó ủi cột. Ủi cột. Đấy, ủi cột lát nó hư rồi anh em ạ. Xong làm MV xưởng phim đi. Mua tiền mua xưởng phim là nhiêu tiền anh em? Đấy anh em thấy không? Tôi phải chơi chiến thuật. Ủi lên bạn. Trường dự 30k. À sao? Sao? Ok chưa anh em, tôi hết đạn rồi. Ủa xuống lấy xuống được hả? Tôi sợ là xuống xe là bị fail nhiệm vụ. Dụ nó rớt xuống biển cho lẹ anh. Dụ nó rớt xuống biển hả? Ok anh em, ok, vậy dụ nó rớt xuống biển. Tờ, dụ nó xuống biển thì mình phải chạy cho nó thẳng tới đây, dụ nó qua đây. Bà con boy thích chơi Roblox, thử đi. Nhảy xuống xe là fail nhiệm vụ ấy. Bây giờ nó bị bể bánh rồi mà anh em, nó bị bể bánh rồi cho nên là vụ rớt biển hơi căng. Rồi bây giờ chạy qua vụ rớt biển nè. Nhà Thùy 149. Khổ anh taxi chỉ vì miếng cơm manh áo mặt cười lộn ruột. Được chưa? Được chưa? Ok. Đã xong nhiệm vụ hoàn thành nha. Giờ xưởng phim chỗ nào? Anh em chỉ tôi xưởng phim. Bây giờ tôi tới tôi thu tiền các cái khu của tôi bảo kê cái đã. Các cái chủ của tôi ấy. Thu tiền, tôi gom tiền, tôi mua xưởng phim đây nè. Xưởng phim ở khu 2T. Cũng ở khu 2T nữa hả? Miền Nguyễn, xưởng đóng tàu làm chưa anh? Chưa anh em, xưởng tàu làm cái gì? Xưởng tàu làm cái gì? Xưởng tàu có gì làm hả anh em? Xưởng tàu bên này nè, có gì làm hả? Xuống lụm cái giáp á. Nhà Thùy 149. Xưởng phim từ ngã ba tiệm súng quẹo phải là tới. Ok, ngã ba tiệm súng quẹo phải. Sửa đóng tàu có làm gì hả anh em, có làm gì hả? À sửa đóng tàu cũng có mua nè anh em. Bao nhiêu tiền? Miền Nguyễn, đua cano. 10k. 10k hả? Mua luôn hay lỡ à? Mua luôn. Hello. Hello.
Ucano hả? LX, xưởng tàu làm gì có NV? Không có nhiệm vụ, chỉ có ấy thôi anh em. Chỉ có đua thôi, không có nhiệm vụ. Ở đua là đua lấy tiền hả anh em? Ở đua lấy tiền cũng được. Đua lấy tiền cũng được anh em ạ. Bởi vì thấy có 10k cũng rẻ. Xưởng tàu, xưởng phim, xưởng in tiền. Nhà Thùy 149. Lá bài nhạc rock. Xưởng tàu chỉ đua thôi, không có NV. Rồi, nhận nhiệm vụ đua chỗ nào? Nhận nhiệm vụ đua chỗ nào hay là leo lên cái tàu hả anh em? Ok, đua thuyền. Hiền Nguyễn, đúng rồi anh. Ô, tàu khó lái dữ ta. Ô, tàu khó lái lắm anh em ạ. Ôi, tàu khó lái à. Spritz when you're clubbing or sticking your head out of a stretch limo sunroof, you want to know your hair is performing to the limit. With Sissy Spritz, it's hair for the future, not the past. When you have great hair, people know you're a winner. Cùng trải nghiệm thử, mình nên trải nghiệm thử những cái này anh em ạ. Jack Andrew, chiếc tàu kia dễ lái hơn. À. À. Cẩn thận chứ nếu mà lao lên trật là phải đi. Tạ Nhật Minh, bản này Tommy biết bơi chưa anh? Chưa anh em ạ. Bản này Tommy chưa biết bơi. Vẫn như vậy. Mười mấy năm, 20 năm mà vẫn không biết bơi. Nhân thứ hai, còn mấy bản chỉnh mã vẫn như vậy hay không có vậy anh? Còn mấy bản mod thì mình không biết anh em ạ. Bởi vì hồi giờ mình cũng chưa có chơi mod. Nhạc bài này hay phết à. Tùng Đề, có link tải không bạn? Cái này anh em có điều kiện mua trực tiếp trên Steam nha anh em. À, bên kia, bên kia. Còn anh em muốn chơi bản thuốc thì vào trong chỗ hướng dẫn tải game ở trong hồ sơ của mình á. Hôm qua mình vừa up, có vừa up cho anh em rồi. Bản này bản remaster không phải bản mod nha anh em nha. Anh phá đảo game chưa anh? Gần phá đảo rồi anh em, gần phá đảo rồi, xong hết nhiệm vụ rồi, còn một vài nhiệm vụ nữa thôi. Tính ra phá đảo thì nó không có gì hết, chỉ qua là làm hết nhiệm vụ là phá đảo đúng không anh em? Chứ đâu có, nó không có thông báo gì hết đúng không? Bây giờ tôi xếp xong hết rồi. Nhân thứ hai, nhiệm vụ giống bản hồi xưa hay thay đổi hết vậy anh? Giống bản hồi xưa anh em ạ. Nó chỉ làm mới về mặt đồ họa thôi. Chứ còn gameplay và cốt truyện thì như cũ nha. Có vẻ như không kịp anh em ạ. À còn một cái nữa cơ. 10 giây. Kịp. Phá đảo đi khu khác vẫn bị nó dí bình thường. Phá đảo đi khu khác vẫn bị nó dí bình thường ở kỳ vậy ta. À nhiệm vụ sửa nóng thầu đều hoàn thành rồi nè anh em đúng rồi. Mỗi lần đến thu nhập có 2k. Hiếu Đinh, mở bản đồ ấn nút nào em nhỉ? Ô rùa nè anh em, rùa nè. Ô rùa đẹp phết anh em ạ. Nó làm lại con rùa nhìn nét ha. Biển này có rùa luôn mới ghê chứ anh em. Phong Phú, lệnh súng. Ok, cano lên bờ nha anh em nha. Chạy được luôn không? Lái đấy. Coi anh nè. Mà lái rồi nè. Phải bay ly,
Bản này Tommy biết bơi không anh? Không, không anh em ạ. Tommy bản này vẫn không biết bơi nha. Ok, tới thu tiền ở quán bar nha. Rồi đi mua sửng phim, biết mua có đủ không? You city slickers got more issues than a newsstand. Can we talk about public safety here? Lợi ích, ra xưởng ô tô làm MV lấy tiền đi. Xưởng ô tô là nhiệm vụ đúng rồi. Xưởng ô tô là xưởng ô tô, tôi chưa lấy xe ô tô gì hết anh em ạ. Còn nhiệm vụ ở xưởng xe nữa. Right. Let's all start bickering, especially you, shrub. I've got my eye on you. Public confidence is at an all-time. Thu tiền cái. Lợi ích, không cần lấy xe. Cái bản này trang phục của thằng Tommy hơi ít ha anh em ha. Như là bản Sanurat trang phục nó đa dạng, nhìn nó ok, bản này trang phục hơi ít. Gì chứ? À, làm nhiệm vụ xưởng phim đi anh máy bay trên nước Á. That's why I and my organization propose we take floor. Hồi bé hay chạy cái này mà tôi chạy không được. Để bây giờ chạy thử nha anh em. Hồi bé hay chạy cái này mà chạy không được. Bây giờ tôi chạy thử nó được không nha. VHP Store, bảng này chỉnh mã được không ông? Được anh em, được, được. Ôi. Yeah. My way to express that which cannot be said. Khó dữ ta. Lợi ích, xuống dưới. À, xuống dưới à, xuống dưới à. Hồi bé hay chạy nhảy làm cái đó mà làm không được anh em ạ. Bây giờ lớn lên không lẽ làm không được nữa ta? Nhiệm vụ cuối bên xưởng phim là khó nhất đúng không anh? Mình cũng chưa làm, mình cũng không biết anh em ạ. Lê Văn Cường, cách tải sao vậy anh? Cái này anh em có điều kiện mua trực tiếp trên Steam nha anh em. Còn anh em nào muốn chơi bản chui thì vào trong hồ sơ, trong phần hướng dẫn tải game của mình hôm qua mình vừa up cho anh em. Anh em gì hồi bản cũ là mấy cái vòng màu hồng, bản cũ mấy cái vòng màu hồng hả anh em? Tôi cũng nhớ nữa. Bản cũ là không chạy không qua được cái này. Ok, làm sao ta? Vice City này đẹp gì? Không đủ thời gian rồi. Ơi, hỏng rồi. Rồi xong. Hỏng. Đúng rồi anh em ạ. Khó thật. Chạy qua. Khanh Khô U, lái trực thăng đi. Nhiệm vụ lái máy bay khó lắm luôn. Nhiệm vụ lái máy bay là nhiệm vụ nào anh em? Tôi làm xong hết rồi mà. Lợi ích, ra chỗ ghép ô tô nhận nhiệm vụ đua xe. Lấy trực thăng đi nè anh em à. Chỗ này giống cái ngân hàng vậy. Ở cái 3K mua luôn. Bây giờ có tiền mà anh em. Mua xưởng phim với xưởng in đúng rồi, ok đúng rồi, tôi Jack Andrew, ở xưởng phim NV quý lái chiếc thủy phi cơ đi giải tờ rơi khó lắm. Tôi đang chạy qua lấy nè anh em. Mà xưởng phim nhiêu tiền? Ở tôi qua tôi check thử. Tôi qua tôi thu tiền ở bên cái khu biệt thự cái đã. Ở bên cái villa của tôi cái đã. Lửng mật và phải nhờ chơi dùm mới qua được. À, sao anh em lại chơi dùm anh em? Sao lại nhờ chơi dùm? Nhiệm vụ cuối là nhiệm vụ nào? Nhiệm vụ cuối là xưởng in hả?
À, là xưởng phim hả anh em? Lừng mật, lái máy bay á. Chưa. Lợi, nhiệm vụ cuối là giết Sunny. Hả? Nhiệm vụ cuối giết thằng Len, sao tôi chưa có nhiệm vụ giết thằng Len mà anh em? Giết thằng Sunny tôi cũng chưa mà. Tôi chưa giết thằng Len, cũng chưa giết Sunny luôn anh em ạ. Lái máy bay là thua dù có hack với tôi. Bây giờ qua mua xưởng in nha. À, ngay tiệm súng quẹo phải đúng không? Mua nhà làm hết gì hết nó mới mở nhiệm vụ à. À, căng đét. Nhà Thùy 149. Phải mua nhà làm hết NV nó mới mở NV. Ok ok anh em, ok ok. Căng đét. Ủa mấy cây dừa. Gì chiếu? Anh mua xưởng phim đi. Đang đi tới xưởng phim anh em ạ. Đang tới xưởng phim đây. Không đủ tiền nữa chứ. Mua game hiện tại trên Steam 500 gần anh em ạ. Xưởng phim chỗ này anh em, à, tới súng rồi quẹo phải hả? Tới tiệm súng rồi này quẹo phải hả? Quẹo phải đi đâu nữa? Lợi, rẽ phải. Rẽ phải đi tới đâu anh em? Tới chưa? Đây cũng có cái trực thăng nè. Gì chiếu gần gần bên than HD phố cũ. Đây anh em phải xuống phim này không? Ở đây anh em. Này về trước cổng có gì? Ok. Đấy, đúng rồi. 60k. 60k lận anh em ạ. À. Giờ sao mà đủ? Sáu chục ca lận anh em ạ. À. Hoàng Anh, lái kiểu gì vậy anh? Mình lái bằng tay cầm anh em ạ, à, chứ bằng phím mình lái không được. Lái bằng tay cầm. Anh em Jack and Bill. Nhà thì 149. Xài hoang phí quá, không để dành mặt cười lộ. Tôi tưởng nó rẻ, tôi tưởng nó rẻ anh em. Bây giờ chạy qua đua xe nha, hay là làm nhiệm vụ cà rem. Nhiệm vụ cà rem có cho tiền nhiều không ta? Lợi, đua xe nhanh hơn. Đua xe nha, đua xe nha. Ok, đua xe, đua xe. Đua một vòng 10k nhưng mà tôi sợ là đua không thắng hết chứ. 149. Đua vòng 10k tầm mấy lần là đủ. Tôi sợ đua không thắng thôi chứ. Minh Luân, đồ họa chỉnh sao vậy anh? Cái này là bản remaster, nó làm lại đồ họa anh em ạ.
Không thắng thì thua. Đúng rồi, nếu không thắng thì thua. Để hạ xuống ơi. Red Music lấy xe cảnh sát chìm đi đua auto win. Xe cảnh sát chìm là xe nào nè? Bây giờ tôi kiếm vào chiếc xe đua chứ. Đặng em tôi đứng đây nha. Kiếm cho tao chiếc Bảo xe Long, coi. Xe FB. FBI hả? Nhiệm vụ showroom tôi cũng chưa làm xong anh em ạ. À. Đi tìm mấy chiếc xe cực quá. Bây giờ xe đâu mà. Bảo Long nằm ngay đồn cảnh sát ở phía sau. Chiếc đó là ô tô win hả anh em? Chắc chưa thấy không? Chiếc đó chạy cái thùng bự chạy chậm mà. Game này có điều kiện mua trên Steam ông anh em ạ. Chuồng TikTok. Có ai biết cách tải này về PC không ạ? Và anh em muốn chơi bản chuồng thì vào chỗ và trong hồ sơ mình có chỗ hướng dẫn tải game nha anh em. À bây giờ chạy về đồn công an đúng không? Đồn cảnh sát lấy chiếc đặc nhiệm đi đúng không? Ok. Lấy chiếc đặc nhiệm đi nha. Dương Phát ở sở cảnh sát bên thành phố này nè. Ở sở cảnh sát thành phố này à? Chết rồi, sở cảnh sát bên thành phố này tôi không biết chỗ anh em ạ. Ơi. Cảnh sát này thành phố này tôi không biết chỗ. Có anh em nào có thể chỉ cho tôi không? Phải. Cảnh sát này ở chỗ thành phố là nó gần điểm nào nè em? Gần trái dâu hay gần cái búa hay là gần bình bình này hay là gần nhà taxi hay là gần chữ B hay là gần súng? Trần Cường 9481. Chạy thẳng đường đó luôn. Gần kem à. Ok, gần kem nha. Gần kem này anh em ạ. Gần kem này anh em. LX giữa kem với sơn xe. Giữa kem với sơn xe. Ok, giữa kem với sơn xe. Chiếc này anh em, chiếc này hả? Ok. Bảo Long, nó đó. Này không có nặng hơn, sao lại nặng hơn GTA 5 được anh em? Cái này có hơn 10GB thôi. GTA 5 gần 100GB mà. Bể đèn người ta rồi hả? Bể đèn xíu tôi sơn lại anh em ạ. Chết rồi. Tôi lại quên đường nữa. Chép boy bị chép. Đồ họa này không quen. Đồ họa này không quen lại lắm rồi anh em. Lucas Nguyên,
Ủa GTA vậy mình cài có 70GB. Gì vậy? Hay là đi bộ hay sao ạ? Đúng rồi. Phạm Duy An, em tải bản nguyên zin nhẹ hều mà. Bản trước thì nhẹ đúng rồi anh em, bản trước thì nhẹ. Đu cái này đi đường đua xe lắm anh em ạ. 10k nhưng mà kiểu là mất thời gian dữ lắm á. Chat boy bị chết, win được 40k. Win được 40k luôn hả? Sao nó ghi có 10k mà anh em? Ok đua nha. Bọn này cho nó chạy trước nó giành đi. À? À? Chưa gì mà nó chết boy bị chết. 10k là tiền cược. À, 10k là tiền cược à? Ok, ngon. Tôi bỏ xa tụi nó rồi anh em ạ, này chạy từ từ thôi chứ không vội đúng không? Khải Bailey ra bắn tụ nó nổ chạy một mình Win, mặt cười chảy nước. Cái này cũng chạy một mình Win nè anh em ạ. Tụi nó chắc gì chạy lại tôi đâu. Chiếc này chạy ok phết. Cái kiểu bị lái á, cái chiếc này kiểu bị lái ok với chiếc này là tôi thích chạy với chiếc này anh em ạ. Trời mưa nó hơi mờ ảo ảo. Lâu lắm rồi không chơi mặt cười nhăn răng chơi GTA vậy quen rồi, nhìn cái này lạ quá. À, anh em chơi GTA 5 quen rồi hả? Còn tôi thì chơi GTA này quen anh em ạ. GTA 5 thì chơi vừa chơi vào được cũng vài tiếng là tôi nghỉ luôn. Lâm Thúy Duyên, chiếc biệt thự cũng ngon. Chiếc biệt thự là chiếc ở villa của mình, của villa mình mới chiếm của thằng Mập, của ông Trùm hả anh em? Chiếc này vẹo cua rất là ok nha anh em nha. Rất là ok. Chấm, đồ họa lạ vậy mí đẹp hơn nhiều. Nhật Khô, nhớ hồi xưa ra nét toàn chơi Vice City mặt cười. Ủa, wow, ra nét tụng chơi Vice City không chứ anh em? Hai không TH9, anh dài cứ đóng hết cỡ đi gần khúc cua ẩn rẽ cộng nút phanh nó drift. À, ok, vậy hết cỡ tới gần khúc cua phanh này đúng không? Ờ, mấy cái chiếc kia phanh là nó bỉ luôn anh em ạ. À, cái chút mà phanh ok phết anh em. À, mấy chiếc kia phanh một phát là nó kiểu như là nó ấy luôn. Bác, khúc này ok. Từ cân cả game mặt cười chảy nước. Thế này phanh ok phết anh em ạ. Mấy chiếc kia phanh là nó bị lệch bánh luôn. Nó xoay. Nhà Thùy 149. Xe của quân triều đình có khác mặt cười lộn ruột. Wow, xe của quân triều đình khác thật. Cái chiếc kia tôi không dám chạy nhanh anh em ạ. À, chạy nhanh là phanh cái kiểu là không được. Phanh là cháy bố. Phanh cháy bố luôn ạ. À, không được. Hưng, lô anh dây. Hello anh em Hưng. Anh em chưa follow cho mình xin một follow nha anh em. Ồ tụi nó theo đít luôn kìa. À, ủa nãy giờ tôi Lâm Thúy Duyên, chiếc này ở ngoài cũng có mà. Tụi nó theo tên sau đít luôn anh em ạ. À,
Thà dữ ta. Tuấn Minh, tải ở đâu vậy anh? Game này game bản quyền Steam nha anh em. Anh em muốn chơi bằng chui thì vào trong chỗ hồ sơ của mình có chỗ hướng dẫn tải game anh em. Bảo Long, tụi nó tới. Nó chạy khá dữ ta. Gần về rồi. Ok. 40k ngon ngay anh em, đủ tiền. Đâu? Nhà kia 70k mà. Hiếu Hà, điện thoại chơi đờ cây nhá. Đủ rồi, hồi nãy kia 70 mà. 60 à. 60 mà quan trọng bây giờ chiếc trực thăng của tôi mất à. À, sự in mới là 70 à. Phạm Duy An, bật còi hú đua cho xe khác nhé. À, nãy bật còi hú này đua à. À. Đây, né rồi mấy anh tự động anh né luôn nè. Tuổi thơ. TH9 vẫn cứ là nhớ như in các mã. Đúng rồi anh em, game này anh em hồi đó chơi ngày nào cũng lên bấm các mã đó mà. Bảo Long, theo đường này ôm phải vừa qua chỗ bán mô tô có máy bay. Đấy, tôi mua xe rồi anh em, tôi mua xe có máy bay rồi. Nhưng mà bây giờ bây giờ mình qua mình mua nhà xong rồi làm nhiệm vụ đi anh. Mình qua mình mua nhà xong rồi để buổi hôm sau chúng ta làm nhiệm vụ nha anh em. Bởi vì buổi này tôi chơi cũng khá là dài rồi nha. Bây giờ tôi ốp, tôi ăn cơm nghỉ ngơi một tí, tôi cài game cho một vài anh em. Xong rồi 2 giờ tôi online tiếp nha. Lê Quốc Khánh, này bản gì mà đồ họa đẹp hơn thế bạn? Này là bản remaster nha anh em nha. Anh em nào chưa follow thì follow mình để hôm sau chúng ta còn gặp lại nha anh em. Ok, mua xưởng phim nè. Lão đánh cá, hách xe tăng đi anh. Hách xe tăng à? Vào xem cái à, có lẽ buổi hôm nay chúng ta chơi ở đây thôi nha anh em. Hôm sau chúng ta sẽ làm nhiệm vụ nha. Rất là cảm ơn tất cả các anh em đã quan tâm theo dõi. Anh em nào chưa follow thì follow mình nhé. Hôm sau chúng ta sẽ gặp nhau nữa để mà cùng nhau nói chuyện và con game này nhé. Bây giờ tôi nghỉ ngơi, tôi ăn cơm một tí.